Khi Nord Stream 1 bị dừng hoạt động, số phận của Nord Stream 2 vẫn đang còn bị bỏ ngỏ. Bởi dù cho Nga sẵn sàng bơm khí qua Nord Stream 2, nhưng châu Âu vẫn e sợ Nga vũ khí hóa năng lượng. Mới đây nhất thì một tòa án ở thụy sĩ đã bật đèn xanh cho Nord Stream 2 và Nga cũng úc mở về việc sẽ bơm khí đốt qua châu Âu. Chiến sự nga-Ukraine leo thang căng thẳng đã khiến quan hệ khí đốt giữa Nga và Đức tan vỡ. Chính vì thế Nord Stream Number Two đắp chiếu và công ty chịu trách nhiệm cũng đứng trên bờ phá sản. Tuy nhiên vừa qua, một tòa án ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở của Nord Stream Number no. 2 AG, vừa gia hạn cho công ty này đến tháng 1 năm sau để xoay sở và tránh phá sản. Tháng 5 năm năm nay, tòa án gia hạn lần đầu tiên cho công ty đến ngày 10 tháng 9. Giờ đây, thời hạn được kéo dài thêm 4 tháng nữa. Nord Stream Number no. 2 là một công ty thuộc tập đoàn khí đốt Nga Gazprom nhưng đặt trụ sở tại thành phố Zug của Thụy Sĩ. Đường ống dẫn khí đốt này bắt qua biển Baltic để vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức. Chính phủ Đức dừng cấp phép cho đường ống này hoạt động sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Mỹ áp các biện pháp trừng phạt Nord Stream no. 2 AG, cấm các công ty Mỹ làm ăn với công ty này. Hồi tháng 3, cơ quan quản lý kinh tế của Zerg cho biết công ty gặp phải những khó khăn lớn về thanh toán sau khi bị trừng phạt, đến mức đối diện với nguy cơ phá sản. Hơn 100 nhân viên của công ty tại Zerg bị sa thải vào thời điểm đó. Ngày 7 tháng 9, tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng chuyển sang đường ống Nord Stream no. 2 ngay ngày mai để bơm khí đốt cho châu Âu nếu liên minh châu Âu EU bật đèn xanh. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, ông Putin nói rằng chỉ cần nhấn nút là Nord Stream có thể hoạt động. Ông khẳng định việc xây dựng đường ống này không phải không để làm gì vì đã giúp Nga nâng cao trình độ kỹ thuật và kỹ năng. Ông khẳng định tình hình đường ống Nord Stream Number no. 1 cũng tương tự, nếu có thể đưa vào hoạt động rất nhanh. Ông cho biết Gazprom đang chờ tubin bơm khí để có thể nối lại hoạt động. Ông nói: "Hãy giao tubin cho chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ vận hành Nord Stream". Dù Nga sẵn sàng bơm khí đốt và tòa án Thụy Sĩ cũng đang có tín hiệu tích cực với Nord Stream Number no. 2, nhưng chẳng dễ gì châu Âu bật đèn xanh cho đường ống này. Bởi giờ đây, dù đi bước nào, châu Âu cũng phải tính toán thật kỹ để tránh Nga có thể lấy năng lượng ra làm vũ khí, dù tổng thống Nga đã khẳng định đanh thép là không có chuyện đó.